nếu mà nói điểm 10 thì em chấm điểm 10. Dạ, cảm ơn anh Khoa rất là nhiều. Đây là tình trạng của anh Khoa 62 tuổi. Thì mọi người có thể thấy là rãnh râu cười của anh Khoa rất là sâu. Nó hằn lên cái sự lão hóa của tuổi tác ha. Đó, và nó khiến cho gương mặt mình già đi rất là nhiều, với cái cục sa chảy sâu và rãnh cười nó cũng rất là sâu nè. Thì bây giờ đây là tình trạng của anh Khoa. Đó, bây giờ là cái rãnh râu rồng của anh Khoa đã hoàn toàn biến mất ha. Cục sa chảy cũng đã được nâng lên rất là nhiều. Đó, và phải nói là gương mặt của anh Khoa bây giờ đã trẻ hơn tuổi rất là nhiều luôn, trẻ hơn 10 tuổi luôn á. Thì anh Khoa ơi, em cũng muốn hỏi là anh cảm thấy cái sự khác biệt như thế nào, anh có hài lòng hay không? Chị nói cái là tốt. Dạ, yeah. Và mình thấy là đã cải thiện được những cái điều gì ha? Những cái gì mình muốn cải thiện thì đã được cải thiện. Dạ, yeah, đó là rãnh râu rồng mình cũng đã biến mất rồi nè. Đó, và cục sa chảy cũng đã được nâng lên rất là nhiều rồi nè. Đó, thì em cũng xin giải thích với mọi người cũng như anh Khoa luôn, là chỉ bên em á, là mình được là gọi là chỉ sinh học ha. Đó, và cái công nghệ cấy chỉ của bên em là công nghệ cấy chỉ tỳ cơ, thì sẽ kéo cái lớp cơ lên. Đó, thì sẽ rất là chắc, và cái sợi chỉ xoắn nó sẽ rất là chắc để khi mà nó đưa vào bên trong da mặt của mình. À, sẽ tùy vào cơ, và khi mình kéo cái cơ lên thì nó sẽ khiến cho da mặt của mình cũng giống như là gương mặt của mình nó được nâng cơ lên. Đó, và nó chắc chắn hơn là so với các loại chỉ trơn hoặc là chỉ gai ở bên ngoài thị trường. Đó, thì anh Khoa ơi, thì em cũng muốn hỏi là cái trải nghiệm của anh khi làm có thấy đau hay như thế nào không? Như chỉ cắn thôi, nhưng mà cho các bạn thêm một câu mà. Dạ. Bác sĩ là thực hiện á, rất dễ thương. Dạ. Thứ hai nữa rất tận tâm, coi như là tư vấn rất là kỹ.